Đông. Trân trọng giới thiệu giải nhì nữa, vận động viên Trần Thị Hà Thái Bình trang phục đỏ đã giữ giải nhì. Vận động viên Nguyễn Thị Thanh Huyền Hà Lam trang phục xanh xin theo, mời hai vận động viên vào giới. Hai vận động viên chuẩn bị, trọng tài chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Sau trận giải nhì này là tiếp tục đến trận thi đấu của các đô vật lam ở các hạng cân. Tất cả các đoàn, các huấn luyện viên đã có lịch thi đấu chuẩn bị cho các đô của mình để vào sau trận đấu của các vận động viên vật nữ. Khi hai trận vật nữ mà kết thúc xong là đến chương trình vật của các đô lam. Trận đấu tiếp tục. Hai vận động viên vào giữa sới. Trận đấu tiếp tục. Thôi. Trận đấu tiếp tục. Ôi ngoài rồi. Thật chưa? Trận đấu tiếp tục. Tập trung thi đấu ở giữa sới. Trận đấu tiếp tục.
hai vận động viên ở giải ba chuẩn bị. Thôi, mời hai vận động viên giải nghỉ. Mời hai vận động viên giải ba tiếp tục thi đấu. Hai vận động viên vào rồi. Đây là hai vận động viên thi đấu kéo thứ nhất của giải nhì. Trận đấu tiếp tục. Và trên sân chúng ta theo dõi vận động viên đỏ là vận động viên của đơn vị Thái Bình. Hey! Công bố kết quả. Như vậy bằng một kỹ thuật đánh từ trong đánh ra, vận động viên ra vùng đỏ Nguyễn Thị Linh của Phạm Thị Thùy Linh của Thái Bình nhất thắng giải nhì. Xin lỗi Trần Thị Hà. Sau đây là các đô thi đấu ở Cân Lam tiếp tục thi đấu. Thank you.